Ôi, các bạn ơi, ngày nay anh em do vấn đề mưa gió quá nên anh em tổ chức vừa đi câu mà không vừa đi nhậu, nhưng mà cái bài mồi ngày nay anh em câu á là cũng bài mồi mà bữa Sơn Hà chỉ các bạn nha các bạn. Sơn Hà chỉ các bạn, các bạn coi dính cước kìa. Đây. Cái chim. Cho hơi chim. Đây nữa này. Chim phi, nó phi. Wow. Cho phi bự kìa. Lắm mà. Đây. Đây như thế các bạn, là cái hồ này là trước đây là một cái hồ. Cái hồ mà người ta dùng để người ta mở quán cà phê nha các bạn. Nhưng mà nay do vấn đề này, ở đây khu dân cư người ta đã di dời nhưng mà không còn ai đây. Nhưng mà hôm nay nhà mình vừa xuống đây vừa một cái chòi này, vừa câu cá mà vừa để lấy mưa các bạn. Nè nè nè. Người ta được một con nữa đây. Con này to đó. Chặt ra. Vô đây nhỉ? Ừ. Thiếu chuột. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay do vấn đề tình hình mưa gió có, anh em Sơn Hà không lên hồ đi câu được. Nhưng mà ngày nay anh em Sơn Hà thấy có một cái hồ trước đây người ta từng mở để làm quán cà phê đó các bạn. Nhưng mà nay người ta đã bỏ hoang và người ta chuyển vị trí xuống cái này vô khu quy hoạch cho nên người ta bỏ hoang các bạn. Nhưng mai anh em Sơn Hà mượn luôn cái chòi này, anh em Sơn Hà câu cá. Và cái mồi bữa Sơn Hà sử dụng, hôm nay Sơn Hà sử dụng cũng là cái mồi bữa Sơn Hà chỉ các bạn đấy các bạn. Như các bạn thấy đây, mồi mà bữa Sơn Hà đã chỉ các bạn câu trôi thì hôm nay Sơn Hà dùng cái mồi này để Sơn Hà câu luôn nha các bạn. Dùng Sơn Hà câu luôn cái mồi này. Rồi, và bây giờ anh em bắt đầu ra cần. Sau đó thì sẽ coi lại cảnh lên cái các bạn cùng xem nha. Cần xuống cần để mấy cần đi giữa rồi nó lấy cái giấy lại đây em giữ cần là mày nó có kéo mắt đau kéo nó không đi tới mình chứ. Anh em đem rất là nhiều cần các bạn, nhưng mà anh em hôm nay giữ tại chỗ này nhập có anh em quấn 4 cần các bạn. Cái này hết sức quấn đến đâu anh em dùng đấy, cũng em quấn cái chỗ này. Hãy nắng cần xuống phút. Hạ thấp cần xuống mạnh. Hạ thấp xuống anh quăng. Hạ thấp xuống anh quăng. Đúng bài á. Mày mới lỗ được. Người do lỗ nên giật lại ổ phì con hồn nó là cái kia anh quan thì có chỉnh không chạy đâu đi anh quan ngay cái chỗ đó chạy lên cái kia lên được cái gì chứ nữa em luôn hả con để ngoài em đưa cái cháu lên cân có cái kia Từ từ, quay, 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 quay
Bấm chưa, bấm quay chưa, bấm quay chưa? Đây đây đó. Rồi rồi ok, quay rồi, quay rồi, quay rồi. Có gì cần nữa? Kéo. Kéo con. Muốn giật nó, muốn giật. Đây đây đây. Cái máy ép 4.000 rồi chân được thì bớt xíu luôn á. Gãy. Gần sao gãy được? Làm đây. Vợ thằng Phúc đây hả? À cái ấy thằng Phúc đây hả? Cái gì? Cái đầu đồng cân thằng Phúc, à đầu đồng ấy thằng Phúc đây hả? Có gì cần nữa? Kéo, anh kéo lại luôn mà. Dục đường bỏ luôn. Ôi, con chạy gầm á. Có gì cần nữa? Con chạy vô gầm cái. Cánh tôi rồi, cánh tôi rồi. Cái gì đây? Có rồi, có rồi, có rồi. Ê, con chạy hút cây bên đó. Chạy gầm. Đồ mắc rồi. Chú hút cây rớt luôn. Sốt rồi hả? Chạy rồi, chạy rồi. Mà chưa thấy mạng quá luôn. Kinh. Anh giả bộ nó làm chí. Chưa kịp thấy em quá. Là đang có chì của tôi. Kinh đâu biết. Đồ. Quét thịt. Ôi chạnh nữa là mất cái càng. Cái hộp cầm kìa. Ủa cái vậy này. Đấy. Cái vị này. Có gì đâu. Đất rồi kìa. Mấy cái lần rồi. Đất rồi. Ê, cái chi mà? Chi. Kéo gì mà kéo cần? Chi mà? Ủa này, ủa chi? Cái rục phây. À, các bạn ơi, hồi này đa số không biết mình biết họ đánh bắt hay chưa, nhưng mà mình thấy cái phi toàn cái phi to các bạn. Mà hồ này hồ bỏ hoang đã lâu rồi. Không biết mình biết có người chủ hay không, nhưng sáng giờ mình không thấy chủ. Mà mình cũng câu nếu người ta ra thì mình xin người ta sao vậy. Lấy vật bố. Các bạn ơi, cái phi này. Dơ cây. Các bạn. Wow. Đã gớm nè. Bởi như các anh vừa rồi đó. Ừ, không, cả 2 người rồi, 2 ký mà em. Lại tiếp tục lên hàng các bạn ơi. Từ sáng giờ lên. Lại gặp hai bộ con chim luôn. Cái chim rồi. Các cái hồ này cá chim nhiều quá nên người ta bỏ hoang đó các bạn. Các bạn ơi, lại phi nữa các bạn. Wow. Lại tiếp tục. Kính à. Vẫn nào xong. Anh em ngày hôm nay ăn cá phi ốm các bạn ạ. Anh em mình ngày hôm nay ăn cá phi ốm. Đừng giải coi chung. Nhà này anh em cần ăn cái phi ốm luôn. Cái gì to dữ vậy? Có hồng, có hồng, có hồng, không. Cá gì vậy? Cái rốc phi. Cái phi màu đỏ. Đúng rồi, cái rốc phi. Ô, cá phi bự nhất luôn á. Giờ lại nó quay tay dịp cần rồi. Cần nó khóc dính nữa kìa. Biết rồi. Nó phi nó sâu. Ôi. Nó phi vậy chị đây. Câu cá cho hồ quá. Đi hôm nay câu cá cho hồ đúng luôn á. Ủa có phi vậy kinh. U. Có phi vậy kinh. U các bạn ơi. Các bạn thấy gì không? Thấy cái gì không? Trời ơi, cà phê mà đến 2 ký. Quần quay.
lên luôn con đó đi em, phóc. Vừa mới dục cái mồi. Vừa mới rửa tay chứ không có chứ. Ôi, trời. Ôi. Các bạn ơi. Nhà này đang phế bự không các bạn?